Xin chào các bạn. Trong buổi học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các bạn giải một cách triệt để cái bài toán vẽ đối với thấu kính. Là bài toán này là hoặc chúng ta sẽ dựng ảnh hoặc là chúng ta sẽ dựng thấu kính với đầy đủ các vị trí quang tâm, loại thấu kính rồi là tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật, đúng không? Để giải tốt cái bài toán này ấy, thì các bạn cần nắm cho thầy một số cái điểm lý thuyết. Thứ nhất là về ba cái tia đặc biệt. Rồi là một cái loại tia bất kỳ, chúng ta phải dùng trục phụ, khái niệm ảnh và tính chất tạo ảnh qua thấu kính. Trong đó tính chất nổi bật nhất là vật thật, ảnh thật thì thấu kính bắt buộc phải là thấu kính hội tụ. Còn trong trường hợp ảo thì chúng ta phân biệt lưu tâm hai trường hợp là ảo lớn hơn vật và ảo nhỏ hơn vật. Nếu ảnh ảo lớn hơn vật thì thấu kính phải là hội tụ, còn nếu ảnh ảo nhỏ hơn vật thấu kính phải là thấu kính phân kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các tia đặc biệt trước. Có ba cái loại tia đặc biệt. Thứ nhất là tia đi qua quang tâm O này của thấu kính. Các bạn chú ý đây là quang tâm O của thấu kính. Đây là tia tới. Nó tới tại điểm O, tức là qua quang tâm O của thấu kính thì nó sẽ truyền thẳng. Đây là tới này. Còn đây là tia gì? Ló. Trong trường hợp này truyền thẳng cho nên tới và ló sẽ cùng thuộc một đường. Tính chất này chung cho cả thấu kính phân kỳ lẫn thấu kính hội tụ. Đây là ló, để tới qua quang tâm O. Tia đặc biệt số 2 mà các bạn cần biết cho thầy này. Đấy là tia qua tiêu điểm chính, tiêu điểm này là tiêu điểm vật. Đây thầy vẽ nó qua tiêu điểm F. Tia tới qua tiêu điểm chính đến thấu kính thì nó sẽ cho tia ló là gì, song song với trục chính này. Đây là ló sẽ song song với trục chính tới, tới qua tiêu điểm F thì ló song song với trục chính. Các bạn chú ý rằng là với thấu kính này là thấu kính phân kỳ thì tiêu điểm vật nó lại nằm bên phía bên này, đây là tiêu điểm vật, còn đây là tiêu điểm ảnh. Tia tới của chúng ta có đường kéo dài qua tiêu điểm vật, đây là tới nhé. Thì tia ló sẽ là song song với trục chính, đúng không? Song song với trục chính. Trường hợp này là đường kéo dài qua tiêu điểm chính, nó không qua trực tiếp mà đường kéo dài. Tia đặc biệt số 2, các bạn lưu tâm cho thầy, với thấu kính phân kỳ thì nó có một chút ngược, đấy là tiêu điểm vật thì bên bên này, tiêu điểm ảnh bên này. Tia số 3 chính là tia tới song song với trục chính thì cho tia ló qua tiêu điểm ảnh chính F phẩy hoặc đường kéo dài phải qua F phẩy. Đây, các bạn chú ý đây là tia tới song song với trục gì? Trục chính này. Thì tia ló, đây là ló, nó sẽ đi qua tiêu điểm ảnh chính. Đây, phương của nó bắt buộc phải đi qua tiêu điểm ảnh chính. Với thấu kính nha, đây là tới, đây là thấu kính phân kỳ, đây là thấu kính hội tụ. Đây thì lại nó không đi qua trực tiếp mà đường kéo dài nó sẽ đi qua tiêu điểm ảnh chính. Đây là ló. Đấy là ba tia đặc biệt. Các bạn cần nắm cho thầy. Tiếp tục này. Cái tia bất kỳ này là tia mà một số tình huống buộc chúng ta phải dùng. Với một tia sáng bất kỳ. Đây thì viết là tia tới đi. Nó sẽ tới điểm tới thấu kính tại cái điểm Y này đi. Đấy. Thì cái này là tia ló này. Thế chúng ta sẽ dựng cái tia ló này dựa trên nguyên tắc nào? Thì việc đầu tiên các bạn nhớ cho mình. Tia sáng bất kỳ tới thấu kính tại điểm Y. Đây là tới bất kỳ nhá, thầy ghi vào đây tới bất kỳ tại điểm Y. Để dựng được tia ló của nó là IR này đi. Đây là tia ló của nó là IR. Thì việc đầu tiên là thầy sử dụng một cái trục phụ này, là gọi là trục phụ. Tất cả các đường mà đi qua quang tâm O của thấu kính thì được gọi là trục. Còn quang tâm O mà vuông góc với thấu kính thì là trục chính. Trừ trục chính nhá, thì tất cả là trục phụ, đúng không? Thế thì sau đó là thầy sẽ dựng cái mặt phẳng này. Mặt phẳng này người ta gọi là mặt phẳng tiêu diện. Mặt phẳng tiêu diện ảnh. Mặt phẳng tiêu diện ảnh.
Tức là nó sẽ đi qua F phẩy và vuông góc với trục chính. Thì nó sẽ cắt trục phụ tại một cái điểm. Đấy. Và điểm này người ta gọi là tiêu điểm phụ. Là tiêu điểm phụ. Tiêu điểm phụ nha. Đấy. Một cái điều mà tia ló phải thỏa mãn đấy là tia ló sẽ phải đi qua tiêu điểm phụ hoặc đường kéo dài qua tiêu điểm phụ. Đây. Các bạn nhớ nhá, đường kéo dài qua tiêu điểm phụ. Tia ló đi qua tiêu điểm phụ này. Phải đấy. F phụ phải hoặc đường kéo dài qua tiêu điểm phụ. Còn tiêu điểm phụ thì chính là bằng giao của trục phụ và mặt phẳng gì? Mặt phẳng tiêu. Như vậy thầy sẽ vẽ được cái tia ló là IR nó đi qua điểm F phụ phẩy. Một cái điều mà chúng ta cần phải biết dựng khi mà với tia sáng bất kỳ. Và đây là thấu kính phân kỳ này. Bạn chú ý thì cái mặt phẳng tiêu diện ảnh của thấu kính phân kỳ nó lại nằm bên phía bên này. Đây là tia tới này. Tới và góc là bất kỳ. Nó cũng tới tại điểm Y đi. Đây là tia IR là tia tia ló này. Tia ló thì nó phải đi qua tiêu điểm phụ. Để dựng tiêu điểm phụ thì chúng ta cũng phải dựng mặt phẳng tiêu. Mặt phẳng tiêu thì vuông góc với trục chính tại tiêu điểm phụ F phẩy. Còn trục phụ sẽ cắt mặt phẳng tiêu tại một điểm thì chính là tiêu điểm phụ. Đấy, thì chúng ta vẽ tia tới, dựng trục phụ, sau đó là vẽ tia ló bắt buộc phải qua tiêu điểm phụ. Như vậy là nếu là song song với trục chính thì đường kéo dài sẽ đi qua tiêu điểm chính hoặc là trực tiếp qua tiêu điểm chính. Còn nếu như song song với một trục phụ thì đường kéo dài phải qua tiêu điểm phụ tương ứng, đúng không? Hoặc trực tiếp qua tiêu điểm phụ tương ứng. Đối là với tia tới bất kỳ. Các bạn nắm kỹ cho thầy. Bây giờ thì thầy sẽ chuẩn bị cho bạn các bạn một số cái tình huống về cách vẽ ảnh của một vật cho bởi thấu kính. Ở đây có một số cái tình huống này. Tình huống thứ nhất, tình huống 1 là vật là một điểm sáng nằm ngoài trục chính. Thì chúng ta sẽ vẽ 2 trong 3 tia đặc biệt. Nhớ nhé, 2 trong 3 tia đặc biệt. Việc lựa chọn 2 trong 3 tia đặc biệt là tùy các bạn. Nhưng nếu như nó nằm ngoài trục chính thì chúng ta cứ lựa chọn 2 trong 3 tia đặc biệt. Tình huống này, chúng ta có điểm S là vật, điểm sáng S. Thầy sẽ lựa chọn cái tia 1 là tia đi qua quang gì? Quang tâm này. Đúng không? Thì tia ló là gì? Ló 1 là truyền thẳng này. Đấy, ló 1 là truyền thẳng. Tới 1 qua quang tâm, ló 1 truyền thẳng. Còn tia số 2 là tia đi qua tiêu điểm F. Đúng không? Đi qua tiêu điểm F này. Đây là tới 2. Thì đây là ló 2 này. Tia ló 2 sẽ song song với trục gì? Trục chính. Và S phẩy chính là bằng gì? S phẩy này bằng giao của ló 1 và ló 2, đúng không? Đấy, ảnh S phẩy của S là giao của ló 1 và ló 2. Giao của hai tia ló cho chúng ta ảnh S phẩy. Rồi ở đây là với thấu kính phân kỳ, thấu kính hội tụ. Thấu kính phân kỳ này, thầy cũng chọn 2 trong 3 tia đặc biệt. Tia số 1 tới 1 đi. Là tia cũng qua gì? Qua quang tâm này, qua quang tâm O. Thì đây chúng ta có ló 1 truyền thẳng, đúng không? Còn tia số 2 là thầy lại chọn cái tia mà đường kéo dài qua tiêu điểm. Ở đây là F chứ không phải F phẩy nha các bạn. Chú ý đây là F này. F này. Đường kéo dài, đây là tia 2 này. Đường kéo dài qua tiêu điểm vật F thì cho tia ló 2 là như thế nào? Song song với trục gì? Trục chính, song song với trục chính. Và giao của ló 1 và ló 2 này, các bạn chú ý, giao của ló 1 ló 2. Thực tế ra là đây chúng ta có ló 1. Đúng không? Đến đây. Đây, đường kéo dài của nó đây ló 1. Và
Cái lỗ 2 là nó như này. Thì dao của nó này. Đây, đây lỗ 2 và lỗ 1 thì tách biệt. Dao của nó. Dao của lỗ 1 và đường kéo dài của lỗ 2 thì cho chúng ta ảnh S gì? S phẩy của S này, các bạn chú ý đây. Đấy nhá. S phẩy của S. Đây là dao của hai cái thằng này. Thằng này kéo dài. Thằng này kéo dài. Thì cho chúng ta ảnh S phẩy. Các bạn nhớ rằng là ảnh của một điểm S thì sẽ là dao của hai tia ló hoặc là đường kéo dài của hai tia ló của hai tia sáng xuất phát từ gì? Xuất phát từ S. Đấy là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai này. Vật là điểm sáng nằm trên trục chính. Ồ, cái trường hợp này thì buộc chúng ta phải dùng trục phụ rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng một tia bất kỳ và một tia trên trục chính. Một tia bất kỳ và một tia trên trục chính. Ở đây thầy cũng vẽ luôn cho các bạn hai cái tình huống với thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Đây. Chúng ta có tia 1 này. Thầy vẽ đây nha. Tia 1 chính là cái tia mà trùng với trục chính luôn. Thì ở đây chính là lỗ 1. Lỗ 1 luôn. Đúng không? Truyền thẳng qua quang tâm, trường hợp đặc biệt. Còn tia thứ hai là tia bất kỳ, tia 2 bất kỳ. Để tới 2 phải đánh dấu hai cái mũi tên. Thì chúng ta sẽ được tia khúc xạ tia lỗ 2 này. Lỗ 2 và lỗ 1 giao với nhau thì cho chúng ta ảnh S gì? S phải. Đấy. Còn tại sao chúng ta dựng được lỗ 2 thì như lúc nãy thầy đã trình bày với các bạn rồi. Dựng trục phụ này. Trục phụ thì đương nhiên phải song song với đây là trục phụ 2 nhá. Trục phụ 2 này. Thì nó phải song song với tia 2 này. Đấy. Và nó cắt cái mặt phẳng tiêu tại đây là tiêu điểm phụ F phải. Đây. Còn tia lỗ của chúng ta thì phải qua tiêu điểm phụ. Giao của lỗ 1 và lỗ 2 thì cho chúng ta ảnh S phải. Bên này cũng thế tương tự. Đây là chúng ta chọn cái tia 1 đi. Tia 1 là tia truyền thẳng. Phải đánh dấu một mũi tên. Đúng không? Đây là lỗ 1. Và đây là tia 2 là tia bất kỳ. Thì đây là lỗ 2 qua tiêu điểm phụ đây. Thì giao của lỗ 1 và lỗ 2 là cái điểm này là S phẩy. Các bạn chú ý rằng đây là thầy vẽ tách ra đây để các bạn dễ hình dung. Đây là lỗ 2 này. Đúng không? Đấy, đến điểm này là trên thấu kính này. Còn đây là trên trục chính này. Đây là lỗ 1 này. Đúng không? Thì hai thằng này nó không cắt nhau mà đường kéo dài nó cắt nhau này. Đây. Đường kéo dài. Thì đây chính là S gì? S phẩy đúng không? Đây S phẩy. Để các bạn chú ý, giao của hai tia lỗ là ảnh S phẩy của S. Tình huống số 3 mà thầy muốn giới thiệu với các bạn ở đây chính là vật là một đoạn thẳng AB vuông góc với trục chính. A ở trên trục chính. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ vẽ ảnh B phẩy của B thôi này. Nó là có dạng đoạn thẳng vuông góc với trục chính thì chúng ta chỉ vẽ ảnh B phẩy của B, sau đó hạ đường vuông góc xuống trục chính thì chúng ta sẽ được A phẩy B phẩy. Nghĩa là chúng ta chỉ quan tâm tới điểm B này thôi. Còn điểm A thì chúng ta hạ vuông gì? Vuông góc. Thì các bạn chú ý bây giờ thầy vẽ thôi. Điểm B nhá. Đây là vật AB có dạng đoạn thẳng vuông góc với trục chính tại A. Chúng ta dùng hai tia đặc biệt. Đây tia số 1 này. Chính là tia qua quang tâm ô truyền thẳng này. Đây này đánh dấu là tia số 2. Tia số 2 thì là cái tia mà qua tiêu điểm F thì cho tia lỗ 2 song song với trục chính. Đây là lỗ 1. Đúng không? Lỗ 1 giao với lỗ 2 thì được điểm B phẩy. B phẩy sẽ là ảnh của gì? Của B qua thấu kính. Các bạn chú ý B phẩy là ảnh của B qua thấu kính. Và từ B phẩy chúng ta hạ vuông góc xuống thì sẽ được A phẩy. A phẩy B phẩy chính là ảnh của AB qua thấu gì? Thấu kính. A phẩy B phẩy là ảnh của AB qua gì? Thấu kính.
Và trường hợp này thì các bạn chú ý rằng là điểm B phẩy nằm ở trên này, điểm B ở này, dưới này. Bờ là AB thì tình huống này người ta gọi là A phẩy B phẩy ngược chiều với A gì? AB. Và các bạn quan sát tiếp cái tình huống này là với thấu kính phân kỳ. Đấy. Chúng ta cũng dựng tương tự thôi. Điểm B này dùng hai tia, tia 1, đặc biệt một là qua quang gì? Quang tâm truyền thẳng, đây là lỗ 1. Còn tia tới tia 2, đặc biệt số 2 thì cho tia lỗ số 2. Đường kéo dài này, đây, đây. Bắt đầu từ đây là tia lỗ 1, bắt đầu từ đây là tia lỗ 2. Thì đường kéo dài của nó sẽ cắt nhau ở cái điểm B phẩy này. Các bạn chú ý, đúng không? Cắt nhau ở B phẩy. B phẩy là ảnh của B. Và trong trường hợp này nó không phải là giao của tia lỗ trực tiếp mà nó chỉ là giao của đường kéo dài, có nghĩa là A phẩy B phẩy là ảnh ảo của AB này. A phẩy B phẩy là ảnh ảo của AB. Và đương nhiên rằng nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng là ảnh là cùng gì? Cùng chiều. Ảnh và vật cùng chiều. Tình huống này là ảnh và vật cùng chiều. Ảnh ảo thì sẽ cùng chiều với vật, còn ảnh thật thì sẽ ngược chiều với vật. Đấy là cách thức dựng ảnh của một vật có dạng đoạn thẳng, vuông góc với trục chính. Thì chúng ta chỉ quan tâm tới điểm ngọn. Còn để tìm điểm ảnh trên trục chính thì chúng ta hạ vuông gì? Vuông góc. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào các bài toán cụ thể hơn. Đây sẽ hướng dẫn các bạn giải các bài toán cụ thể hơn. Bài toán số 1. Vẽ ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và phân kỳ trong các trường hợp sau. Vật có vị trí D lớn hơn 2F, vật có vị trí D bằng 2F, vật có vị trí D bằng lớn hơn F, nhỏ hơn 2F, vật có vị trí D bằng F. Rồi là vật có vị trí D lớn không, nhỏ hơn F. Có rất nhiều tình huống. Thầy sẽ vẽ cho các bạn một số tình huống thôi. Đây. Đây là O. Thầy lấy thấu kính hội tụ trước. Đây là tiêu điểm F. Tiêu điểm vật, còn đây là tiêu điểm ảnh là F, F phẩy. Thầy lấy tình huống D lớn hơn 2F. Đây đoạn này là F này. Từ O đến này là đoạn này là F, D lớn hơn 2F. Để thầy vẽ ra ở đây một chút. Đây là 2F thì D lớn hơn 2F, thầy lấy đến đây. Thấy chưa? Các bạn chú ý đây. Thầy đặt A là trên đi, B vuông góc ở dưới. Chúng ta có vật sáng A gì? AB. Bây giờ để dựng được ảnh của AB qua thấu kính này thì chúng ta sẽ dùng hai trong ba tia đặc biệt. Thầy dùng tia thứ nhất song song với tia 1, song song với trục chính, đúng không? Thì tia lỗ 1 phải đi qua tiêu điểm F phẩy. Tiêu điểm chính F phẩy. Thầy vẽ bằng tay, nó không được chuẩn lắm thì các bạn chú ý quan sát thôi. Đây là lỗ 1, đúng không? Chúng ta được tia lỗ 1. Rồi chúng ta có thể dùng tia đặc biệt số 2. Đây thầy có một cái thước. Tia số 2 thì chọn là cái tia mà nó sẽ đi qua quang tâm O đi. Đúng không? Thì nó sẽ truyền gì? Truyền thẳng này, tia 2 này. Đây, lỗ 2. Thì giao của lỗ 1 và lỗ 2 sẽ cho chúng ta điểm A phẩy là ảnh của gì? Ảnh của A, đúng không? Điểm A phẩy là ảnh của A. Từ A phẩy chúng ta nối vuông góc xuống thì chúng ta sẽ được cái ảnh là B phẩy là ảnh của B. Đấy là tình huống D lớn hơn 2F này. Đoạn này là D nhé, các bạn chú ý đoạn này. D lớn hơn 2F. Và chúng ta thấy rằng ảnh trong trường hợp này là ảnh gì? Ảnh thật. Còn với thấu kính phân kỳ, hay là vẽ bên đây tương ứng một cái thấu kính phân kỳ luôn. Cho nó tương ứng này. Đây, thấu kính phân kỳ hay còn gọi là thấu kính rìa dài, đúng không? Đây là... Với thấu kính phân kỳ thì các bạn lại nhớ cho thầy là tiêu điểm F, tiêu điểm vật bên nó là bên này.
Tiêu điểm ảnh là F phẩy nó lại bên này. Đây là quang tâm O. Đây là 2F đi đúng không? Đấy, thì lớn hơn 2F. Thầy dựng lên trên đây một chút. Lớn hơn 2F. Ngoài 2F. Đấy. Đây là A. Đây là B. Vật thật đặt vuông góc với trục chính lớn hơn, khoảng cách là lớn hơn 2F đúng không? Thì thầy cũng dựng hai tia đặc biệt. Tia thứ nhất qua quang tâm O này. Tia 1 tia song song với trục chính, thầy xin lỗi, song song với trục chính. Thì chúng ta có cái tia ló đi qua đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh. Đấy. Phân kỳ thì nó phải check lên, các bạn chú ý, đây là ló 1. Nguyên tắc vẽ các tia ló của phân kỳ đúng là nó, các bạn nhớ là nó phải loe đây. Không phải cụp lại. Cụp lại thì là hội tụ rồi, mà loe. Nhớ rằng đây là tiêu điểm vật này, cho nên nó không thể qua tiêu điểm vật được, mà nó phải qua tiêu điểm gì? Ảnh. Đấy, nó phải loe ra phân kỳ. Và tia số 2 mà thầy vẽ ở đây chính là cái tia mà lại qua quang tâm O đi, đúng không? Chúng ta cứ vẽ tia qua quang tâm O cho nó dễ. Đấy, truyền gì? Truyền thẳng này. Đây là tia số 2. Đây là ló số 2. Và lao của lỗ 1 và lỗ 2 này, đường kéo dài. Đấy, thì đây chính là A phẩy. Đấy. Đây, hơi nhỏ một xíu. Đây là B phẩy, hạ vuông góc xuống được B phẩy. Được chưa? Thế thì các bạn chú ý rằng trường hợp này là ảnh vẫn là gì nhỉ? Ảnh vẫn ảo này. Là ảo này. Còn này là ảnh gì rồi? Ảnh là thật. Đấy. Các bạn giấy rộng thì các bạn có thể vẽ rộng ra giấy dễ quan sát. Tương tự thì thầy sẽ vẽ cho các bạn cái tình huống là D bằng F đi. D bằng F. Các tình huống khác các bạn có thể tự vẽ. Thầy vẽ cái tình huống D bằng F. Đây là O. Đây là F này. Đây là F phẩy. D bằng F tức là vật nó đặt ngay ở đây. Đây, đặt luôn vật. Trùng luôn. Trùng với điểm B luôn. F trùng B. Vật sáng A, AB. Thì thầy cũng dùng hai tia đặc biệt. Tia thứ nhất này. Đúng không? Song song với trục chính. Song song với trục chính. Thì tia ló. Tia 1. Tia ló sẽ gì nào? Đi qua tiêu điểm. Đúng không? Qua tiêu điểm này. Đây. Đây là ló 1. Qua tiêu điểm chính. Đây F phẩy. Còn tia đặc biệt số 2 chính là tia mà song song với là tia đi qua quang tâm. Thì truyền gì? Truyền thẳng. Đây là tia số 2. Lỗ 2. Trong trường hợp này các bạn chú ý rằng lỗ 1 và lỗ 2 nó sẽ cắt nhau, không cắt nhau vì nó song song mà nó xem như cắt nhau ở vô gì? Vô cùng. Đây là A phẩy ở vô cùng. Ở vô cùng. Bởi vì lỗ 1 và lỗ 2 là không cắt nhau. Tình huống này là D bằng gì nhỉ? D bằng F nhé. Hướng này là D bằng F. Đấy, các bạn chú ý. Không cắt nhau, lỗ 1, lỗ 2 không cắt nhau. Còn với thấu kính phân kỳ. Đây. Chúng ta có đây là F để vẽ rộng ở đây đi, thấu kính phân kỳ để vẽ rộng. Đây là F này. Đây là F phẩy này. Đúng không? Thấu kính phân kỳ đặt D bằng F. Tức là thầy vẫn đặt ở đây. Chúng ta có một cái đoạn đây. Đây là D bằng F. Đây là A.
B. Đây là trùng luôn. Thế thì thầy cũng dùng hai tia đặc biệt. Tia đầu tiên là song song với gì? Song song với trục chính này. Cho tia ló này có đường kéo dài qua tiêu điểm chính này. Đúng không? Đây. Đây là ló 1 tới 1. Và tia thứ hai thì vẫn là dễ dàng, chúng ta chọn tia đi qua quang gì? Quang tâm O này. Đây là tia 2. Đúng không? Thì đây là lỗ 2. Trường hợp này lỗ 2 và lỗ 1 cắt nhau ở đây. Thì đây chính là điểm A gì? A phẩy. Và chúng ta hạ vuông góc xuống. Nó là ảo thì chúng ta vẽ nét đứt. Đây được chính là điểm B, B phẩy, lại của B. Thì các bạn chú ý rằng là với thấu kính hội tụ đặt ở tiêu điểm F thì ảnh nó sẽ là ở vô cùng. Và ở đây là đặt ở tiêu điểm ảnh phẩy chứ không phải là tiêu điểm F bên này, nên chúng ta vẫn có tạo ảnh bình thường. Đấy, D bằng F chứ không phải là D bằng trừ F. Nếu như trường hợp thấu kính phân kỳ mà D bằng trừ F thì ảnh nó sẽ ở vô cùng. Các bạn chú ý như thế. Tương tự thì các bạn có thể vẽ cái tình huống tiếp theo là tình huống mà D bằng 2F thì ảnh sẽ bằng vật. Bây giờ thầy vẽ cái tình huống ảnh ảo cho các bạn dễ quan sát hơn này. Tức là D lớn hơn 0, nhỏ hơn F. Vẽ nốt cho các bạn một tình huống nữa này. D lớn 0, nhỏ hơn F nha. Thấu kính hội tụ trước đi. Đây là F này. Đây là F phẩy. D nhỏ hơn F tức là nó nằm ở phía trong này. Lấy nó nằm phía trong này. Đây là A. Đây là B. Trường hợp này chúng ta có D nhỏ hơn F lớn hơn 0. Thì chúng ta cũng dựng hai tia đặc biệt. Thầy vẫn chọn cái tia song song này. Tia 1 song song với trục chính. Đường kéo dài sẽ đi qua tiêu điểm. Đây, trường hợp này nó lại cắt như này. Đây. Đây là tia ló gì? Ló 1 tới 1 ứng với ló 1. Tia thứ hai là đi qua quang tâm O. Đúng không? Qua quang tâm O. Nó sẽ truyền thẳng. Đây là đường kéo dài của nó. Thế thì các bạn chú ý đây là tới 2 này. Còn đây là lỗ, lỗ 2 này. Lỗ 2 và tới 2 nó sẽ cắt nhau ở lỗ 2 và lỗ 1 nó sẽ cắt nhau ở đây này. À, nó cắt nhau ở phía bên này. Thì điểm này chính là A phẩy, là ảnh của gì? Của A. Hạ vuông góc xuống trục gì nhỉ? Trục chính. Trường hợp này nó là giao của đường không phải là đường thật cho nên thầy sẽ vẽ đường nét đứt, tức là ảnh ảo đấy. Thì chúng ta thấy đây. Đây chính là B B phẩy và A phẩy B phẩy là ảnh của AB. Đấy. Nó có dạng như chúng ta biểu diễn. Tiếp tục thầy sẽ vẽ cho các bạn cái tình huống là thấu kính phân kỳ. Đây là cho là F phẩy đi. Lại vẫn là F phẩy bên này, các bạn lưu ý một chút. Còn F là bên này. Đây là O đúng không? Nằm phía trong này. Vật sáng AB, đây là A. Đây vẽ tay cho nó nhanh luôn này. B. Một tia. Đường kéo dài qua. Đây. Tới một. Ló một. Đấy. Tia tiếp theo là đi qua quang tâm O. Đây là giao luôn, đây là lỗ 2. Đây là tới 2 đúng không?
hạ xuống vuông góc. Đây là A phẩy này, tới 2 này. Đây là B phẩy. Đấy, thì chúng ta sẽ được ảnh. Tóm lại là các bạn quan sát ba cái tình huống mà thầy là vẽ trên đây này. Ba tình huống. Thì đối với thấu phính phân kỳ này, đây cũng là ảnh ảo này. Ảnh ảo này. Và cùng chiều luôn đúng không? Cùng chiều ảnh ảo thì cùng chiều. Như vậy với thấu kính phân kỳ thì vật thật luôn cho ảnh gì? Ảnh ảo. Còn với thấu kính hội tụ, D lớn hơn 2F nó là ảnh thật. D trùng với F nó ở vô cùng và D nhỏ hơn F nó là ảnh ảo. Thì cái việc xét tính chất thật ảo của ảnh chúng ta sẽ xét sau. Còn một số tình huống nữa thì các bạn có thể tự vẽ cho thầy, đó là tình huống D bằng 2F. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái bài số 2. Bài số 2. Trong các hình sau đây, XY là trục chính của thấu kính. S là điểm vật thật, tức là điểm sáng. S phẩy là điểm ảnh. Với mỗi trường hợp, hãy xác định S phẩy là ảnh gì? Thấu kính thuộc loại nào? Rồi là các tiêu điểm chính bằng phép gì? Phép vẽ. Thì như thầy nói ban đầu, để làm được cái bài toán này, các bạn cần phải nắm cho thầy cái đặc điểm như này này. Có mấy cái đặc điểm. Đây là bài thứ nhất nhé. Thì các bạn nhớ cho thầy cái đặc điểm. Vật thật, ảnh thật thì thấu kính phải là hội gì? Hội tụ. Còn vật thật ảnh ảo nếu lớn hơn thì là hội tụ, còn nhỏ hơn thì là phân kỳ. Nhớ rằng là thấu kính phân kỳ này, vật thật luôn cho ảnh gì? Ảnh ảo bé hơn vật, bé hơn nhé, vật chắc chắn ảnh ảo phải bé hơn vật. Cái này lý luận này là căn cứ vào công thức của thấu kính thì chúng ta xét sau. Tạm nhớ các bạn, tạm nhớ cho thầy. Căn cứ vào các tính chất này thì chúng ta bắt đầu này, xác định. Chúng ta thấy rằng là S và S phẩy nằm ở hai phía của trục chính XY. Như vậy là chúng ta có S này và S phẩy ở hai phía. Ở hai phía thì tương đương với là ảnh như thế nào nhỉ? Ngược gì? Ngược chiều vật này. Ảnh ngược chiều vật thì suy ra được S phẩy phải là ảnh gì? Ảnh thật, đúng không? Ảnh thật thì chắc chắn thấu kính phải là thấu kính phân gì? Phân kỳ, bởi vì thấu kính hội tụ. Thấu kính là thấu kính hội tụ. Bởi vì thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo. Tóm lại là với hình thứ nhất, chúng ta trả lời được cái này là thật rồi. Và thấu kính thuộc loại nào thì là thấu kính phân gì, hội gì rồi? Hội tụ này. Thật nhá, hội tụ. Còn các tiêu điểm chính bằng phép vẽ thì chúng ta sẽ thực hiện như sau này. Các bạn quan sát lại cái hình mà thầy dựng ảnh này. Trong các cái hình này này, đây là điểm vật, điểm sáng vật, đây là điểm sáng ảnh này. Nếu như nối cái điểm sáng vật và điểm sáng ảnh thì chắc chắn nó sẽ cắt trục chính tại quang gì? Quang tâm này. B nối với B phẩy sẽ cắt trục chính tại quang tâm O. B nối với B phẩy sẽ cắt trục chính tại quang tâm O. Trong mọi tình huống B, S nối với S phẩy cắt tại quang tâm O này. Nên cái này là trùng trên trục chính rồi. Đây là S nối với S phẩy này. S nối với S phẩy thì nó là cắt trục chính tại quang tâm O. S nối với S phẩy. Tóm lại là nối S và S phẩy thì chúng ta sẽ được quang tâm gì? Quang tâm O. Nối hai cái điểm này lại. Đây rồi. Đây. Thì như vậy điểm này chính là điểm gì rồi? Quang tâm O rồi. Đúng không? Sau khi dựng được quang tâm biết được quang tâm O, biết được loại thấu kính là thấu kính hội tụ thì thầy sẽ dựng thấu kính
Thấu kính thì trả vuông góc với trục chính này, đúng không? Vuông góc trục chính này, hình này là hơi, ở đấy các em chú ý quan sát một tí. À, đây là thấu kính hội tụ rồi, để vẽ đây. Đây, quang tâm O. Đây là tia tới một, đây là lố một, phải đi qua S này, lố một, đúng chưa? Thế bây giờ làm nào để dựng được các tiêu điểm chính? Thì chúng ta sẽ dùng cái tính chất là song song với trục chính này, song song với trục chính, tia số 2, đây tia 1 nhé, đây là tia 2 đi. Tia song song với trục chính thì tia lố phải qua cái gì? Qua S đây này. Vì giao đây là lố 1 giao với lố 2 thì chúng ta biết đây là lố 2 này. Lố 1 giao với lố 2 thì cho chúng ta điểm S phẩy. Đúng không? S phẩy. Thế nhưng mà tia song song với trục chính thì lại phải đi qua tiêu điểm. Như vậy, kéo dài từ điểm tới của tia số 2, tới y của tia số 2 với điểm ảnh S phẩy thì chúng ta sẽ được tiêu điểm ảnh F phẩy. Đây, lỗ 2. Đây, lỗ 2 phải đi qua F phẩy. Và lấy đối xứng với F phẩy thì bên này chúng ta được tiêu điểm gì? Tiêu điểm F. Này các bạn quan sát chú ý cái hình nó hơi khó nhìn một chút. Được chưa? Đấy là hình số 1, tình huống số 1. Chúng ta đã dựng được thấu kính, dựng được hai tiêu điểm dựa vào tính chất của hai cái tia đặc biệt là tia song song và tia đi qua quang tâm O. Tiếp tục này. Cái này là chúng ta có ảnh cùng phía này, S phẩy, thầy ghi vào đây nha, S phẩy cùng phía này với S, thì cái này tương đương với ảnh cùng chiều này với gì, với vật, thì chắc chắn là ảnh gì rồi, ảo này. Một cái điều nữa các bạn cần nhớ rằng là S phẩy nó ở xa trục chính hơn. S phẩy này xa trục chính hơn S. Đúng không? Thì cái này sẽ tương đương với là ảnh ảo lớn hơn gì? Lớn hơn vật. Ảnh ảo lớn hơn vật nếu như chúng ta dựng một dạng một đoạn thẳng. Thế thì vật thật, ảnh ảo lớn hơn vật, thấu kính chắc chắn phải là thấu kính, là thấu kính này, hội gì, hội tụ, bởi vì thấu kính phân kỳ thì ảnh chắc chắn phải nhỏ hơn cơ. Ở đây là ảnh lớn hơn thì thấu kính phải là thấu kính hội tụ và nối hai anh này với nhau. Tương tự nối hai anh này thì chúng ta sẽ được cái vị trí của gì nhỉ, vị trí của quang tâm tâm O này. Đây. Đây là O. Đúng không? Sau khi dựng được O rồi thì chúng ta sẽ dựng thấu kính bằng cách là dựng vuông góc với trục chính này. Đấy, cứ vẽ to lên cho nó các bạn dễ quan sát. Và thấu kính này là thấu kính hội tụ như chúng ta vừa khẳng định, thấu kính hội tụ. Đây là tới 1. Đây là lố lố 1. Tiếp tục để dựng được tiêu điểm F phẩy và tiêu điểm F thì các bạn lại dùng kinh thức là từ S chúng ta sẽ dựng cái gì nhỉ? Đường mà song song với trục chính. Rồi, song song tia số 2. Thì chắc chắn rằng là cái điểm từ điểm tới này lỗ 2 phải như thế nào? Lỗ này tại Y này kéo dài phải qua gì? Qua ảnh S phẩy, đấy chưa? Đường kéo dài nó phải, bởi vì ảnh là giao của hai lỗ 1 và lỗ 2 mà. Đây thì thầy kéo này.
Đây chính là lỗ 2 này. Đúng không? Thế nhưng mà bởi vì cái tia tới 2 là như nào? Song song với trục chính, cho nên cái điểm này phải là điểm tiêu điểm chính F phẩy. Đúng không? Lấy đối xứng sang bên này thì chúng ta có tiêu điểm gì? F bên này. Đoạn này bằng đoạn này. Đó. Như vậy tương tự thì chúng ta dựng được cái thấu kính cũng như vị trí của các tiêu điểm F và F phải với với bài số 2. Các bạn có thể tiếp tục với các bài số 3. Đúng không? Số 3. Số 3 thì cũng nối hai thằng này với nhau. Thầy nối trước để các bạn xác định được quang tâm O của thấu kính. Đây. Đây là O rồi. Và ảnh ảo lớn hơn thì làm nhanh luôn. Ảo lớn hơn thì là thấu kính hội gì? Hội tụ này. Vẫn là thấu kính hội tụ đúng không? Hội tụ luôn. Đây, lớn hơn mà, ảo lớn hơn. Cùng chiều thì là ảnh ảo lớn hơn. Sau đó là chúng ta lại dựng tiếp. Đây là lỗ 1 rồi. Dựng tiếp thì nó lại phải đi qua. Đây. Thì đây là các bạn sẽ được cái con F phải này. Đây là lỗ 2 này. Lỗ 2 giao với lỗ 1 cho chúng ta ảnh là B phẩy này. Đúng không? Và trường hợp này thì đương nhiên rằng là vật phải nằm trong khoảng tiêu điểm ảnh ảo mà. Thì đây là F phẩy thì đây là F. F nó nằm ngoài này. Điểm A phẩy à, điểm A này phải nằm trong. Các bạn chú ý. Tương tự này thì ảnh ảo vẫn lớn hơn, nó ngược lại một chút thôi. Đấy. Thì dựng luôn nhanh cho các bạn luôn. Vẫn là thấu kính hội gì nhỉ? Hội tụ này. Đây lại là O. À. Sau đó là chúng ta dựng thấu kính này. Ảnh ảo lớn hơn vật thấu kính hội tụ. Lại dựng tiếp một tia tới song song nữa. Đúng chưa? Thì nối hai thằng này nó sẽ được tia lỗ này. Thì đây chính là F phẩy này. Hình này nó bị đảo ngược. Đây, tới 2. Lỗ 1, lỗ 2 này. Đấy, các bạn hình dung đây là F phẩy thì lấy F sang bên này đối xứng. Đây là với hình bài số 3. Thầy sẽ dựng cho các bạn một hình bài số 4 nữa. Số 4 này. S. Thì tia đặc biệt số 1. Đây tia 1 đây rồi. Truyền thẳng đúng không? Truyền thẳng. Tia số 2 này, bây giờ bắt đầu dựng. Dựng tia số 2. Tia bất gì? Bất kỳ này. Đây là bất kỳ nhá. Tia 2. Đây điểm tới. Thì chúng ta phải dựng trục phụ. Trục phụ thì phải dựng song song với lại tia tới, tia số 2 này. Đây là trục phụ. Đây, trục phụ nhá. Song song với tia tới 2. Đấy. Thì tiếp tục là chúng ta phải dựng để xác định tiêu tiêu điểm ảnh phụ đúng không? Thì phải dựng mặt phẳng tiêu này. Mặt phẳng tiêu thì phải vuông góc với trục chính tại tiêu điểm ảnh. Đây. Đây là vuông góc. Hình hơi nhỏ các bạn quan sát. Đây chúng ta được cái F phụ này. F phụ. Phải.
Tia lúa thì phải qua tiêu điểm phụ. Đây. Đây chính là lúa 2. Đây, lúa 2. Và chúng ta sẽ có đây chính là S gì? S phẩy. Vì đây là lúa 1. Lúa 1 giao với lúa 2 cho chúng ta S S phẩy. Đấy, bài số 4 ạ. Tiếp tục với bài số 5. Bài số hình tiếp của bài số 4 với thấu kính phân kỳ. Đây là F phẩy. Đây là S. Thì thầy cũng chọn một cái tia, đây là tia 1 đi. Đây là sẽ là lỗ mấy? Lỗ 1 đúng không? Thì tia số 2 là tia bất kỳ đi. Đây. Tia 2 này. Đây điểm tới. Dựng trục gì? Trục phụ này song song với tia đấy. Trục phụ. Đấy, đây là trục phụ. Song song với tới 2. Đúng không? Rồi chúng ta phải dựng tiêu điểm phụ. Tiêu điểm phụ trong trường hợp này phải dựng vuông góc với mặt phẳng tiêu này. Dựng mặt phẳng tiêu. Cắt trục phụ vuông góc thì đây chính là F phụ phẩy đúng không? F phụ phẩy và lỗ lỗ 2 các bạn chú ý là phân kỳ thì nó phải làm cho tia sáng là check lên à, thì đây là lỗ 2 này. Đấy, đường kéo dài của lỗ 2 này. Đây. Đây là lỗ 2. Lỗ 2 và giao với lỗ 1, lỗ 1 đây. Lỗ 2 đây thì đây chính là S phẩy. Còn đây là S. Đây bỏ cái này đi nhá. S đây, S phẩy. Nó lùi vào. Các bạn hình dung chưa? Đấy. Tiếp tục là các bạn làm cho thầy bài số 4 này. Bài số 5 tương tự đi, bài số 5. Bài số 5 rồi đúng không? Bài số 6. Số 5 các bạn tự làm nhé. Cũng nối. Bài số 6 người ta lại cho hai tia. Đúng không? Thì các bạn cũng làm tương tự thôi. Ở đây biết được tia tới và tia tia lố này. Ở đây dựng sẽ được thấu kính này. Xác định loại thấu kính loại để dựng đây là sẽ được quang tâm ô này. Đúng không? Đây là ô này. Đây là điểm gấp khúc khúc xạ. Và các bạn nhớ cái tia này nó bị vách lên thì chắc chắn là thấu kính phân kỳ này, nó bị tách lên. Bao giờ qua thấu kính phân kỳ nó cũng có xu thế là tia sáng nó tràn ra, đúng không? Rồi các bạn có thể vẽ tiếp. Đây là thấu kính hội tụ là cái chắc này, bị nó cụp lại. Thì cái điểm gấp này chúng ta cũng xác định được vuông góc xuống thì xác định được quang tâm O này. Đây, thấu kính hội tụ. Thế thì ví dụ như bài này để xác định được được F và F phẩy thì thầy sẽ dựng như sau này, thầy sẽ dựng trục phụ thôi. Đây, dựng trục phụ nha. Đây là trục phụ song song này. Đây. Trục phụ thì các bạn nhớ rằng đây là tới này. Đây là lỗ này. Tia lỗ đường kéo dài nó phải đi qua tiêu điểm phụ. Như vậy thì sẽ kéo dài cái này sẽ được tiêu điểm phụ này. Được chưa? Đây là F phụ này. F phụ phẩy. Đúng không? F phụ phẩy mà hạ vuông góc xuống. Đấy, thì chúng ta sẽ được F gì? F phụ. À, F. Đấy. Sau khi hạ vuông góc xuống chúng ta được F. Còn được F phẩy, còn F thì chúng ta lấy đối xứng qua đây. Đây là F phẩy. Đây là cách thức xác định
tiêu điểm ép ép phải các loại thấu kính. Còn bên này cũng thế, thầy sẽ dựng trục gì? Trục phụ, thầy dựng luôn cho các bạn. Thầy công dựng luôn nha, trục phụ. Đã, dựng trục phụ. Thì tiên lỗ là đương nhiên là phải qua tiêu điểm phụ rồi đúng không? Như vậy đây sẽ là ép phụ này. Phải tiêu điểm phụ. Hạ vuông góc xuống thì chúng ta sẽ được ép phải là tiêu điểm chính. Lấy đối xứng thì chúng ta sẽ được tiêu điểm gì? Ép. Đấy. Các bạn chú ý. Đây là tới. Thì đây là lỗ. Lỗ thì phải qua đi qua tiêu điểm phụ. Tương tự là các bạn có thể làm cho thầy bài số 7. Bài số 7 thì A phẩy B B phẩy thầy nối luôn này. Đấy. Nối này. B với B phẩy. A với A phẩy thì sẽ được quang tâm gì? Quang tâm O này. Đây, đây chính là quang tâm O. Tại sao? Bởi vì ảnh phải nằm trên đường BB phẩy và cái quang tâm phải nằm trên đường BB phẩy cũng như phải nằm trên đường AA phẩy. Thế là chúng ta nối lại thì nó chính là được O. Và trường hợp này ảnh mà vật ngược chiều thì chắc chắn là thấu kính ảnh thật, thấu kính hội tụ. Thế là chúng ta dựng tiếp được cái thấu kính đúng không? Đây, tiếp thấu kính. Như đây là thấu kính hội tụ rồi. Và đương nhiên rằng là ảnh vật song song thì thấu kính nó phải là vuông góc với vật. Đây. Trục chính. Đấy, chúng ta dựng được ngay. Đây là điểm A phẩy, đây là điểm A. Còn làm nào để dựng tiếp được tính chất vật rồi đúng không? Chất vật ảnh này, như vậy là ảnh thật này, vật thật đúng không? Thấu kính là hội tụ này, đấy. Các bạn chú ý dựng được quang tâm O này, bằng phép vẽ xác định quang tâm O và tiêu điểm chính. Tiêu điểm chính thì xác định như nào? Thì bây giờ chúng ta chỉ cần dựng ảnh của điểm B thôi, ví dụ thì dựng song song như này. Lấy tia song song, đây là tới 1 đi. Thì nó phải đi qua điểm ảnh đúng không? Lỗ phải đi qua điểm ảnh. Đây. Đây là lỗ. 1. Mà lỗ 1 lại vừa phải đi qua tiêu điểm F nữa. Như vậy đây chính là F này. F phẩy. Cái hình nó hơi nhỏ các bạn chú ý quan sát. Còn F thì chúng ta lấy đối xứng con này. Đấy. Đây là bằng cách vẽ. Đây là lỗ 1. Lỗ 1 vừa phải đi qua F phẩy, vừa phải đi qua B phẩy. Bằng phép vẽ chúng ta xác định được đầy đủ. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các bạn một loạt các bài toán về cách vẽ đối với thấu kính. Quan trọng nhất là các bạn phải nhớ cho thầy tính chất của các tia đặc biệt. Rồi là nhớ cho thầy tính chất tạo ảnh của thấu kính. Trong đó nhớ rằng thấu kính phân kỳ thì vật thật luôn cho ảnh ảo và ảnh ảo chắc chắn phải nhỏ hơn vật. Mà đã là ảnh ảo thì sẽ ảnh và vật sẽ cùng gì? Cùng chiều.